Và thưa quý vị, sau một tuần thì hôm nay, Quỳnh Trâm cùng với chương trình Người Khánh Hòa sẽ chia sẻ và kết nối câu chuyện giữa chị Trần Minh Chuyên là giám đốc công ty truyền thông Matterhorn Communications cùng với một nhân vật của chương trình, đó là một bạn sinh viên sinh ra và lớn lên ở quê hương Cam Ranh, Khánh Hòa. Và hiện nay thì bạn đang theo học năm thứ 2 trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty của Chuyên là công ty chuyên về public relation. Đó là một public relation agency. Thì công ty này là đã được thành lập 6 năm rồi. Thực ra thì cái đội ngũ của công ty Chuyên đã cùng làm việc với nhau được 12 năm. Mình làm chuyên cho các công ty quốc tế. Mà mình thử thôi để mình xem sức học mình ra sao. Nhưng mà khi có kết quả như vậy thì thấy sức học mình như thế nào? Vậy em cảm thấy nó vui về. Nói chung là mọi cố gắng của mình thì nó cũng có thành quả tương xứng thì hạnh phúc. Thì năm nay em đã là sinh viên năm thứ 2 của Đại học Kinh tế và ngành em theo đuổi là ngành tài chính. Vậy thì có phải cái khoảng thời gian đó cũng đồng nghĩa với việc là em đã xa nhà, xa quê hơn 2 năm rồi không? Dạ, cũng có thể nói là em xa quê cũng lâu rồi. Có mới đợt vừa rồi thì trường tụi em cũng mới vừa xét chuyên ngành xong. Thì em trường nghỉ 1 tháng rưỡi. Thì em cũng để về nhà rồi phụ giúp ba mẹ công chuyện ở nhà rồi chăm em, phụ ba mẹ. Mà thường thì là em sẽ phải ra mua vé xe khách đúng không? Dạ. Tại vì cái tình trạng mua vé xe vào những dịp Tết lễ là rất là căng thẳng. Dạ. Nếu như mà bây giờ mình không có mua vé trước, có sợ tới lúc đó hết vé để về quê không? Dạ. Vậy nếu mà hết vé thì em cũng chịu thôi chứ. Chị hỏi vậy thôi, để chị mong rằng là có thể là sau khi ghi hình của chương trình Người Khánh Hòa hôm nay thì em sẽ tự tin. Dạ. Và với sự hỗ trợ của chị Chuyên nè. Chị hy vọng rằng là hai chị em sẽ tự tin để mua sẵn 2 chiếc vé để về quê đi ha. Nhưng mà cho chị hỏi thêm một điều nữa thôi, là khi chương trình này phát sóng thì chắc chắn là ba mẹ em đang xem và mong chờ là cái ngày hai đứa con của mình được về quê để ăn Tết. Vậy thì em nói gì với ba mẹ để ba mẹ yên tâm?